hiểu sao cuộc sống hôm nay quê hương đổi mới, cờ bay rợp trời, đời luôn như nụ hoa tươi, nhớ ơn Đảng Bác suốt đời vì nhớ dân. Xin kính chào toàn thể quý vị và hội thi, cùng nói dấu chí cho năm đi cùng thật thâm phụ lại hí rồi. Nhưng mà nghe nói con cháu hắn đi thi cái ôm cô kia kia đó, thì cùng cố gắng đi vậy. Để rồi ngay đến có cái mà kể với cô ba con lăng xóm nữa. Nhưng mà hình như nói nhiều rồi này, cũng đến bên Đức Hương rồi. Cả con là cháu ơi, rõm với cháu hồi thi chứ nữa. Nhưng mà hôm nay này, ta hôm nay là có cái điều là Đức Hương truyền kể là cả con cả theo cái làn điệu dân ca nghệ tình này. Đấy là một cái loài hình văn hóa phi vật thể của thế giới đó. Cố lên cả con nhá, ôm đá mình khán giả đấy nhá. Hey!
một miền quê yên bình đang sống. Toàn đảng toàn dân đang ngày đêm phấn đấu đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lý đảng lòng dân thật đáng tự hào, có được mỹ cao nhờ nhiều cây chung lại. Nhân dân nước hương quyết một lòng một già, trong phong người vươn lên nước cuộc sống đi lên. Ở về vui tham dự liên hoan nề, bàn để luận bàn với nhau này. Hoa lối hội hoa quang, muốn xây đất nước mạnh giàu, toàn dân toàn đảng phải chung câu đồng anh này. Hoa lối hội hoa quang.